Hello anh em, chào anh em đã quay lại kênh của Thành Quỳnh. Mình là Khải, cameraman dẫn là anh Thành. Yeah. Thì hôm nay mình Thành vượt khó qua huyện Hồng Dân mượn quay cho anh em xem một con xe Ad máy 62 tự do. Ok không? Ok. Quay vô. Anh Thành nên dời ở đây nha. Ok không? Ok. Đầu ok không? Ok. Đến phần đầu, mà khoan, để em kể anh Thành nghe phần đầu em trước nè. Ừ. Nhớ bữa anh Thành của em cá tóc không? Ừ. Nguyên đám đó. Ừ. Cá tóc phần nào cũng đẹp nhưng mà nó đầu em vậy nè. Ừ. Vậy tới nhà em vô em gõ cửa cốc. Mẹ em ra nghe bà nói. Em gõ cửa cốc mẹ em ra nó hỏi. Kiếm ai con? Đó. Buồn không? Cái em nói con khai nhỏ rồi mẹ em biết hả? Cái bà nói. Ủa tao có còn thằng con trai nào xấu như mày hay gì vậy? Nghĩ mà nó chán Thành. Rồi tội em trai tôi. Thôi đến cái phần đầu xe đi. Đầu em chia sẻ nhiều rồi. Rồi ok. Rồi xấu nữa, xấu rồi sao nữa. Khóc luôn. Thôi phần nhận chân chứ đi. Ừ. Nha. Rồi nhận chân này chú xe đang đi cho mình. Ra đi vào đây đi. Okay không? Ok. Phần chân này là chú xe đang đi cho mình là đèn nè, đèn Yoko. Ừ. Hồng. Bản này là bản 1.4. Ok không? Ok. Tại sao chú xe lại đi màu hồng? Tại vì chú xe thích màu hồng mạnh mẽ. À. Tại sao? Tại sao? Ok không? Ok. Còn vỏ chú xe đang đi cho mình là vỏ camel. Hổng thì quay toàn camel không anh Thành? Ừ. Mà đúng ra xe này là định quay hôm qua đó. Mà thời tiết cấp này kiểu như bão, kiểu như bão lũ lụt gì đó. Bão em. Ừ, chuyện qua trời mưa nên quay không được. Bữa nay trời mưa nên sắp xếp thời gian đi quay. Hôm qua bão tối ngày nằm trong nhà. Bão tối ngày không. Nắng mưa ráng đi quay cực cho anh em xem. Anh em xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình Thành nha. Cái không? Ok. Vỏ này nó gọi vỏ cái camel. Ừ. Mà quên nó sai nữa chứ. Sai nó sai 50. Ừ. 50%. Ừ, 50%. Ừ. Còn căm á, căm này căm Nova hay Vinh Thành phải không? Nói chung là căm mở gom đi. Căm mở gom hay Nova gì? Ừ, sáng là mở gom hết. Tại vì chú xe không nói nữa. Còn đầm này đầm phay. Ừ. Đầm phay nha, trước sau đều phay luôn á. Thấy không? Ừ. Nó phay là nó có sơn cái màu đen này sẵn rồi đó anh Thành. Ừ, nó mới phay phải không? Ừ, còn chụp chú xe vẫn là giữ là chụp công ty mét ghi mà không gắn con dây. Ừ. Xe này nghĩ sao còn đồng hồ đâu mà gắn dây làm chi. Biết không? Ừ. Rồi còn phần đĩa này là đĩa kiểu giống như đĩa golfer quá à. Đĩa đồ chơi đi. Dòng họ với nó gì đó. Ừ. Nói chung là đĩa xe á. Ừ. Không biết bao ai à. Ừ. Rồi còn ốc đĩa là ốc thì á Saraya. Ừ. Saraya nha. Đẹp ha. Rồi nói chung là tổng quan xe này là full Saraya. Ừ. Rồi phần heo dầu. Heo dầu là heo dầu bờ Gamble. Gamble thứ 2. Ok không? Ok. Rồi còn dầu gin. Bát là bát gin, ốc bát là Saraya luôn. Vẫn là Saraya. Rồi ốc bát theo dầu cũng là Saraya. Ừ. Tại nó full Saraya mà. Có gì hả? Ừ. Em nói anh ấy biết á. Anh Thành thấy xe này đi tem như anh Thành biết không? Joker. Ờ tem này gốc, tem gốc cơ. Tem này đẳng cấp của đẳng cấp luôn. Ờ, tem này là chú xe đặt ở trên Bạc Liêu á. Ừ. Mới gửi về luôn. Hai anh em mình mượn mới được quay á. Gành quá ha. Ừ, nè. Mượn mới được quay đúng không? Ờ, thấy tem này, cái shop này nó làm tem kiểu như chuyên nghiệp á. Ừ. Tới chỗ ốc này người ta cắt cũng thẩm mỹ thế nè. Đúng rồi. Anh coi nè, quay vô thấy không? Thì nó cắt ngay chỗ đây nguyên đường nè. Nguyên đường để cho
kiểu như là gắn ốc vô nó không bị sắn tem á. Đúng rồi, không bị hư tem đi. Ờ, không bị hư tem á. Ừ. Mặt nạ này là nguyên con lớp cơ luôn nha. Thấy không? Ngầu quá à. Ừ. Rồi cái này là logo của Yamaha. Ừ. Yamaha Kawasaki gì đó. Ừ. Có tên chủ xe luôn. Ờ, phụ này chủ xe đó hả? Hả, nó còn cả chừng tí nị nữa là trúng vô phụ rồi. Ừ, tí nị. Là cả chừng một phân nữa à. Chưa được phân nữa, trúng vô phụ rồi á. Ừ. Cái này những người hạ không cho nhúng luôn á. Mà lú lên có chừng 1, 2, 3, 3 con phân vậy á. Nói chung là vậy. Ờ, mà xe này như là cắt ti phuộc rồi đó nè. Không cắt là hạ cao quá, nó đụng ti trên đây nè. Ừ. Cắt rồi á, cắt là phải dây găng ở trong á nha. Hay trời. Trời, em tìm hiểu á. Ghê ha. Ừ. Rồi trên mặt nạ cũng được gắn hai ốc G5. Ừ. Đây là G5 hết xe ra rồi. Ừ. G5 này là màu tím lục bình. Ok không? Ok. Xe này quay phải ngồi không? Đứng không được. Hấp quăng. Ừ, phần ăn đầu. Phần đầu chiếc xe đang đi cho mình là vi đông, là vi đông, vi băng. Ừ. Thấy chưa? Thấy à. Vi đông này chắc mua lâu hay gì á. Kiểu như file theo 5 tháng rồi mà vẫn còn cái tem logo ở trong là vi băng. Ừ. Ok không? Ok. Rồi phần tay con cũng như tay thắng cũng là green. Để tẩy rồi đánh nhám là cho bóng á. Bóng hay gì em? Ừ. Bóng như em vậy đó. Em không bóng đâu. Phải không? Rồi, cầm. Ối lộn, bao tay. Bao tay là bao tay domino. Bao tay là bao tay domino. Ừ. Ok không? Ok. Nói chung là domino này cái hành trình ga nó dài hơn của Uma. Ừ. Kiểu vậy á, nó ít về với chúa hơn Uma. Phải không? Ừ. Rồi còn ốc chân kiến nha, cũng là dẫn G5 màu xanh lục bảo luôn. Ừ. Bao tay này cũng là domino luôn nha. Bình dầu là bình dầu green luôn. Nissin, Nissin là green, nó cũng có Nissin chứ không phải là không có. Thắng này còn xài được, đúng rồi. Ờ, còn cùm, cùm này là cùm, ở đấy nó gọi mà. Ừ. Heo. Nó gọi mà. Thằng giữa đây. Thằng là bái trướng. Thấy đầu ngầu không? Thành khó quay không? Khó em, nó lùn quá à. Tại chú xe không có nhà, có chú xe nhà mượn cái ghế bắt cho anh Thành ngồi quay tới sáng luôn. Ừ. Rồi, không liên thi về vòng nữa, đến phần giữa. Đây là phần lốc, lốc này lốc không lửa. Ừ. Cũng là được full Saraya. Saraya đặc biệt nó là nó inox, nên nó bền lắm. Nó không có bị mòn phai gì á. Đúng rồi. Ok không? Ok. Đây là mang cá này, mang cá gì á, anh Thành có gin hay đồ chơi gì á. Gin. Cũng không biết, không gành. Gin đó thì bỏ qua. Cái đó thì biết, gin đó. Trên đây cũng full Saraya. Cái không? Ok. Số này cần số 2 chiều. Ừ. Số này chắc cũng 150 hay gì á. Ừ. Đúng không? Ừ. Anh Thành biết không? Ừ trời. Thì em nói sao anh nghe vậy? Quả trưởng các bạn ạ. À. Rồi đến cái phần chân sau. Phần chân sau. Dàn chân mấy người xưa xưa người ta gọi là chi. Đúng không? Chi là chân đúng không? Chi là chân, giờ người ta gọi là chân. À. Chịu không? Chịu. Không chịu cũng phải chịu nữa. Cái này chịu nè. Chịu chưa? Chịu. Rồi, vỏ sau chú xe dẫn đi là vỏ camel. Vỏ này như vỏ chạy xăng anh Thành. Ừ. Đẹp không? Đẹp. Vỏ này như nghe nói là càng đốt lốp, càng nóng là càng bấm đường. Đúng rồi, nó cái nhựa nóng chảy ra. Ừ. Rồi còn nghe nói là cái vỏ Michelin Sirigo á, là cái vỏ là chạy nghe nói sàn lắm. Vỏ này chạy chắc bám hơn nè. Vỏ này là vuông á. Kinh nghiệm quá ta. Vuông chứ không phải tròn. Kinh nghiệm đường đua quá ta. Mà này vỏ vuông phải tròn, biết chưa? Biết rồi. Ừ, size vỏ là 60, 80, 17. Trước thì 50, sau 60. Ừ. Phần dàn chân sau to như trước. Ừ. Chi sao. Ừ. Cầm cũng như cầm trước, vẫn là cầm đồ chơi luôn. Ừ. Rồi đầm sau vẫn là đầm phay. Ừ. Phay này chắc phay rồi, phay là phay Thái á. Cái gì á? Phay Thái quá à. Em thấy gì? Em thấy dám đó, vợ không biết hả ba? Ừ. Thành thấy phay đẹp không? Thấy cái nước kiểu như là nước nhôm ở trong luôn á. Ừ. Cho dàn chân nó thêm nổi bật hơn. Ok không? Ừ. Còn nền vẫn là nền cô vô, có như nền trước vẫn là màu hồng. Yoko. Yoko. À. Yoko. Yoko. Cô vô Yoko. Ừ. Yoko. Ừ, đúng rồi. Chuẩn chưa? Phải vậy anh mới chịu. Dạo lưỡi ba ơi ba. Đang nói người đây kỳ chứ. Vô nè, vô vấn đề. Vô. Nền sao cái size coi. Chắc cũng 1.4. Không thấy nữa. 1.4 vậy chắc nó đóng bên đây. Ừ. Thôi nghe nói là 1.4 đi. Ừ.
Rồi cái này được đánh nhám kìa hay gì anh Thành? Ừ. Cho nó bóng hơn á. Bóng hơn. Xe này xe chụp đắp mền mà nên để ngại để trong nhà không chùi nhiều nên nó cũng hơi bị đóng ten tí. Nhôm để đâu rồi nó ra ten á. Ừ. Biết không? Biết. Ừ. Sơn này ông sẽ zin hay gì á? Đúng rồi. Mà chủ xe đã xuống đĩa sau là đĩa 35. Đúng không? À. Đĩa 35. Ốc đĩa cũng là Salaya. Mấy ông nào mà bắt ốc đĩa mà G5 nó không cứng mà Salaya đâu. Salaya nó inox nên lúc nào phải cứng hơn nhé. Được không? Ok. Gấp này như gấp F-150 anh Thành. F-135 á em. Phải không? Phải không à? Sao em thấy mấy người ta gắn gấp F-150 cho nó dài ra. Chiếc này chưa gắn nên nó chưa dài em. Chắc không? Chắc, anh chắc. Thôi bây giờ bạn nào biết thì comment dưới cho hai anh em mình biết đi. Ừ. Nhưng mà anh biết rồi. Thì người ta nói gì nghe đi. À. Gán thì chứ trời ơi, ken. Rồi phần phuộc. Phuộc này chú xe đang đi cho mình là phuộc gắt tinh bôi. Tem bên kia. Tem hiệu bên kia. Phuộc gắt tinh bôi. Phuộc này phuộc không bình dầu. Ừ. Giúp chiếc xe nó gọn hơn, có bình dầu. Chủ xe kiểu như là phần phuộc chủ xe không muốn sự nổi bật nhiều á, nhầm ông ta gắn của mình vào gắn chỗ này nè. Ừ. Không phải trong đây. Đúng rồi. Chủ xe không gắn. Ok không? Ok. Cho nó gọn gần chân thêm. Ở đây là miếng che phuộc á, chữ trắng bụng á. Ừ. Là ô liền. Ô liền. Ốc bắc cũng là G5 màu tím. Xe này là nãy giờ không có một xanh lục bảo hay là ổng có trên đây. Nhầm. Nói chung xe này nó lai ốc á. Ừ. Tem cũng lai luôn, tem có cơ mà có lai trên gắt luôn. Đây nè. Đâu? Đúng rồi, trước mặt nè, không coi con này trước. Quá trưởng các bạn à. Tụi nó tới đâu rồi anh Thành? Nó tới phục ở đây em. Phục hả? Ừ. Nó tới đâu nữa ta? Rồi hết chưa? Hết này. Hết thì qua đây. Ừ. Còn cái vỏ xe, chú xe vẫn để vỏ zin nghe. Ừ. Ừ. Đi chơi ít bị xả xe hơn. Đưa đèn à? Đâu? Chó đèn sao? Chó đèn sao chú xe đang đi với mình là chó đèn, là chó đèn áp bi. Ừ. Cái đèn này nói chung là nhìn nó cái màu này là màu sẵn nha, cái màu này là màu cũng đông người á. Ừ. Cái đèn này như là màu này là màu trắng xám á, xám khói. Ừ, xám khói. Xám hói. Ừ. Xám khói. Cái đèn này giúp cái đuôi nó ngầu hơn, thành nó có cái sự màu đen á. Ừ. Màu đen là màu không được dối gì đó. Thôi bỏ đi, không biết nữa. Không dài dòng nhiều ha. Ừ. Rồi đây càng thắng sao, chú xe đang đi cho mình là càng thắng Titanium. Càng thắng này là như mấy trăm ngàn á. Chói quá. Gì? Chói quá. Gì chữ chó? Chói anh nói chó càng thắng kìa. Chói. Thôi càng thắng chói. Thắng chói. Ừ. Chói cho chói. Đúng rồi. Chói. Rồi thằng bô đây. Bô này là bô này bô un hay á. Chắc bô un anh Thành. Phải không? Chắc vậy á, toàn chữ Thái không à, thì nói Uin đi. Ừ. 2016 gì đó nè. Chữ Thái cũng đọc không ra. Đọc không ra mà dám nói Uin. Chắc bộ Uin á. Anh em nào biết comment dưới đi. Ừ, anh em nào biết thì comment bên dưới cho hai anh em mình biết. Đúng rồi. Cái không? Ok. Cỏ là cỏ hai khúc. Cỏ này không có hiệu luôn. Nói chung là cỏ hai khúc á. Ừ. Bát nó bát bô là bát sắt. Bát này bát chế hay gì á. Đúng rồi. Phải không? Đúng rồi. Cũng được bát hai ốc G5 luôn. Xanh lục bảo. Rồi phần bên lóc bên đây cũng là được full ốc Salaya. Màu trắng. Ốc Salaya lúc nào màu trắng nữa. Không có nào mà màu xanh lục bảo, màu tím, màu vàng lứa nha. Không có đâu. Không có đâu. Ừ. Ở đây là kiểu như là cái này là đặt xe là nó đỡ là được luôn á nghe. Ừ. Rồi tháng sau. Gì vậy? Muốn lên hình nữa kìa. Đó không? Miu miu. Ủa lộn, Kiki. Sợ em luôn đi luôn nè. Ừ, tháng sau chú xe vẫn giữ là thắng này thắng đồm. Ừ. Này thắng đĩa xuống thắng đồm á. Zin là đĩa không? Ờ, zin là đĩa xuống thắng đồm. Xuống thắng nè. Xuống thắng này chủ yếu là nó không ăn bằng thắng đĩa. Ừ. Thắng này là anh Thành, thí dụ muốn đi xa muốn thắng phải không? Là anh Thành vừa ra khỏi nhà anh Thành phải thắng trước. Ở tới chỗ nó mới đứng lại. What the fuck? Trường hao phải không? Ừ, trường hao trước. Vãi cả trưởng. Rồi nói chung là xe này anh Thành thấy áo này khác biệt chưa? Áo này. Áo ẹt nhỏ em. Đâu chiếc này là đã xuống áo rồi đó. Ừ thì áo ẹt nhỏ nè. 2011 xuống áo 2010. Ừ. Ok không? Ok. Rồi anh
xe này hết chưa ta? Ở phần yên. Phần yên này chú xe đang đi vô mình là giờ yên như yên Thái. Ừ, chỉ đỏ thôi. Chỉ đỏ, giờ yên này là mắc á. Mắc hơn giờ yên thường á, giờ yên thường có loại mấy chục ngàn nữa. Đúng rồi. Mấy khứa mà gắn giờ yên thường không à. Đó, mấy thằng để Thành á. Mấy giờ yên thường mấy chục ngàn không à. Chứ đồ lô không à ba ơi. Cả là vẫn căng yên. Nói chi cho người ta biết vậy? Nó nghe không? Đệ của anh mày nói chứ mặt anh gì thôi, khác nào mày nói anh. Xin lỗi gì, xin lỗi gửi là xin lỗi với mấy đệ anh Thành. Ok không? Ok. Cản căng yên nha. Sơn lại như vậy. Rồi. Màu đen. Đen này đen bóng. Giặt áo cũng là đen bóng luôn. Áo mới luôn đó nha. Ừ. Đặt tem là như đặt nguyên bộ áo luôn á. Trên người ta làm tem, người ta dán sẵn luôn á vậy á. À, biết đem không? Về là gáp đó. Chuyện là chuyện của chủ xe đi. Ừ, xe này tổng quan có nhiêu đó à. Ừ, xe này nói chung là đại gia đó. Ừ. Rồi đến cái phần máy móc đi. Ừ. Máy móc đọc vào mắt anh em là phần ở trong này đó lộ bình xăng này nha. Ừ. Bình xăng này là bình xăng nắp cao. Ừ. Hỏng này hỏng chắc hỏng 33 nè. Ừ, chắc vậy á. Bự hỏng em. Bự hơn xe. Thấy anh nắp cao không? Ừ. Cái nắp này nắp của hũ trao á. À. Xe này đang đi nội công là máy 62. Ừ. Tự do. Biết tự do là sao không? Thấy gì không? Thấy gì không? Cái thớt chặt thịt. Cái thớt chặt thịt bò của anh Thạnh trên thành phố đó. Ừ. Xin gắn vô đây nè. Dên tự do là dên nó dài á, gắn vô đây dần cho cái lọng nó dài ra anh Thạnh. Nhìn ngầu quá à. Hiểu gì đó không? Hiểu. Dên này là đi thất lọng mới đi dên này được. Ừ. Dên này là nói chung là dên này là ớt lọng. Thất lọng này là thất lọng 12 ly. Theo chú xe chia sẻ như vậy. Ừ. Còn máy là máy 62. 62 tự do. Nó vòng vòng cũng nhiêu đó à. Còn đầu bò, phần đầu bò, đầu swap up rồi chú xe không nói anh cũng không biết nữa. Chú xe giấu bài đó không? Giấu á. Thấy đầu bò không? Ừ. Lửa chú xe đang đi cho mình là lửa này lửa sát. Sát là cá mập á hả? Sát là cá mập á, nè nguyên cá mập này không thấy sao? Thấy không? Em biết hát bài cá mập không? Cá mập cha, cá mập mẹ gì đó. Không biết má bà ơi, không biết cái gì đó. Dạ. Yeah. Ừ, đừng có dạy. Xe cũng gắn gắn kèn cái gì anh Thành nè. Có không? Ê, cái gió á. Tàu lao. Gió thổi vô cái nước nè. Ừ, gió. Cái nước này, cái nước gì vậy? Cái nước zin hay gì á. Ừ. Có loại cát nước đồ chơi nữa nha. Có loại cát nước này nọ gì mà. Nói chung là có đồ chơi nữa. Nó bự hơn phải không? Ừ, nó bự hơn. Bơm nước điện chú xe để bơm nước điện gì vậy ta? Chất zin luôn á anh Thành. Bơm điện nằm trong nó không thấy đâu. Xong đây nè, không thấy đâu. Thấy cục mưa tưa không? Ừ. Cục đó giống cục mưa tưa 7-5 á. Cục mưa tưa 7-5, cục em ngoại em ưa làm mấy cây mà cắt lúa á. À. Xài cục này nè, 7-5 á. Cái gì á, chất zin. Đây ta. Ở đây là mới thấy này là con này co cao su ATI à. Ừ. Con này nó bền hơn co cao su thường. Ừ. Còn nói chung là xe này anh Thành nhìn cục máy là thấy khác chỗ nè. Người ta xài mobile phải không? Ừ. Mà xe này là xài kiểu như lửa trực tiếp luôn á. Ừ. Là quay thấy nguyên cây luôn nè. Thấy rồi. Thấy không? Thấy. Nguyên cây luôn nè. Ừ. Là xài lửa trực tiếp vô luôn á. Đúc là chơi. Phải không? Ừ. Chứ không có lòng vòng nữa. Hay quá ta. Gần ha. Đây là gì này gọi là gì ta? Ở chìa phá. Chìa phá này là cái đồ chìa phá là cũng là ưu điện luôn. Thế nói chung là liên quan tới đồ chơi của xe. Ừ. Đây cũng là Salaya. Nó Salaya mắc hơn gần năm luôn Thành. Rẻ hơn á em. Rẻ hơn hả? Ừ. Nó sáng ha. Sao tại sao da đấu lên lại màu được đâu? Đúng rồi. Mà nó cũng đâu có bị bay màu đâu lên. Chừng nào mà xài hư á, quăng xong. Đúng rồi. Ừ. Rồi thằng nào muốn lấy lên xài thì vớt. Lấy lưới không? Lấy lưới kéo ốc không? Lưới kéo kiểu như em với trai em kéo cá trà, kéo dưới đìa đó. Người miền Tây mới biết đó thôi. Yên này nói chung yên này yên gọt nha, quên nói nữa. Ừ. Hai tầng. Ngồi chuột xuống luôn. Tăng. Mèo. Rồi nhiều đó anh Thành. Nghe dần hơi không? Nghe dần hơi đi. Mà chưa nha. Gì em? Xe này chú xe không có nhà. Ừ. Nghe dần hơi cho nghe tiếng máy nhỏ nhỏ thôi, không test được. Ừ. Nhìn máy là cũng biết máy sao rồi chứ không cần test đâu. Thấy thất lòng là biết dữ dội rồi. Thấy thất lòng là anh ớn lạnh nè. Ớn lạnh không? Ớn lạnh nè. Rồi vô test máy đi. A few moments later.
Bơm nước điện là gì á? Tắt đi. Tại vì xứ lạ phải quê mình. Đúng rồi. Nên làm gì thôi. Ngõ này hơi bự á. Mà ép tim quá. Nhịp tim anh đang đập vì em đó. Nói chung là nghe dặn hơi thôi chứ không test được. Mới nổ bùm bùm mà người ta nhìn nhóc rồi. Thôi thì clip hai anh em mình đây kết thúc nha. Anh em nào nếu thấy clip hai anh em mình hay nhớ để một like, đăng ký kênh. Nhớ là bấm cái chuông bên dưới nha. Để có nào đăng clip mới thông báo về. Ok không? Ok. Còn nếu còn thấy hay nữa thì chia sẻ cho anh em mình. Ok. Clip sau sẽ quay những xe đẹp hơn nữa, máy ảnh hơn nữa. Chiếc này máy đẹp không? Được không?